Phần tin kinh tế xin được mở đầu với thông tin kể từ 16 giờ hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, thì mặt hàng xăng có mức tăng giá mạnh nhất khi mỗi lít xăng tăng thêm 2.100 đồng. Không sao em, xăng mà tăng giá thì cũng khá bình thường thôi. Hè này mà nóng, anh dẫn em ra hồ bơi. Vì anh không xin diện giống mấy thằng dở hơi. Cho em ngồi điều hòa ấm cật trong xe hơi. Xăng mà tăng giá thiếu gì cái mà chơi. Không ra ngoài đường mình về nhà nghỉ ngơi. Không là dân chơi nhưng hơi nhiều niềm vui mới. Thiếu thì tụ điểm chứng tỏ mình em ơi. Cũng mới nghe tin là xăng vừa tăng giá. Bắt cuốc xe ôm mà sao thật đắt quá. Chưa uống coca giờ ta đành trả ra. Hay là từ nay mình ở nhà. May mà ở nhà thì mày ế đến già. Hay là anh lo cho em mượn xe nhá. Ố không được đâu mày đừng tưởng anh gà. Xăng còn một vạch để anh mày la cà. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được, ố không được đâu. Ố để anh mày la cà. Báo nói xăng tăng làm em thật lo lắng. Nghĩ mãi không thôi cả đêm phải thức trắng. Ước muốn trời sáng giờ ta đành dở dang. Hay là từ nay mình bán càng. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được đâu, ố không được đâu. Từ nay mình bán càng. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được, ố không được đâu. Ố để anh mày la cà. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được đâu, ố không được đâu. Ố không được đâu. Mày đừng tưởng anh gà.